sao lúc nào chị cũng tranh giành của em đấy. No rồi thì chả xấu cái gì hết. Chị đang gãy công chúa. Công chúa đi, chị còn phải ném màu đỏ. Hôm nay chị chuẩn bị đôi váy cho công chúa rồi. Nhưng sao đông thế nhở? Thế này khi nào được mua mì? Cậu ơi, cậu phải xếp hàng chứ, sao cậu lại đi ăn? Ừ. Ê, của cháu đây. Chị Trang bảo mình đi mua mì mà quán này đông. Này cậu gì ơi, ra đây tớ bảo. Là con này đến lại cho tớ. Nhưng chính vì hành động chen lấn của cậu, với sự ích kỷ tham lam của tớ, với cả... Ừ, cậu cố gắng lên nhá. Còn bé mà mình lại bắt nạt Kiều Anh, tranh giành đồ của Kiều Anh.